Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của chúng ta. Đây là cái phần tiếp theo của mình lắp đặt kim bảng Hà Lan này. Đang xây dựng kia. Làm này để chống sợ ngoài nó bất kỳ gì vào, nó làm cao thế. Đấy. Ok. Đây, xin mời các bạn. Đẹp này. Đấy, không gian đẹp không các bạn? Rồi. Cầm hóa đơn lên để nạp vào mọi người. Mình quay ra các bạn cứ thông cảm cho mình nhé. Cầm khỏe tay lên tí. Hay ngừng hết lửa bát cơm ăn sáng rồi. Đấy, em trở vào trong Ninh Hóa. Vâng. Rồi, xin chào anh em nhé. Đây này.